Người tài xế này vẫn chốt xe cố thủ, ung dung nằm gác chân, lướt web trên điện thoại, mặc cho công an gọi cửa. Chuyện hư hữu có 102 vừa xảy ra tại trụ sở công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào tối ngày 24 tháng 12 năm 2020, khiến ai chứng kiến cũng đều lắc đầu, bức xúc cho hành vi chống đối của người tài xế. Trước đó khoảng 18 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12, trên đường Trần Phú thành phố Đà Lạt, đoạn gần Bùng Binh Bà Triệu Trần Phú, tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Đà Lạt phát hiện một ô tô 16 chỗ do tài xế Nguyễn Anh Cường 34 tuổi ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng điều khiển đang chở 9 người khác trên xe đi lùi trên đường một chiều không đúng quy định. Tổ tuần tra đã yêu cầu tài xế Cường làm việc theo quy định. Trong quá trình làm việc, tổ tuần tra phát hiện tài xế có mùi bia rượu, phương tiện cũng hết thời hạn kiểm định nên yêu cầu đưa xe về trụ sở công an thành phố Đà Lạt làm việc. Thấy vậy, các hành khách cũng xuống khỏi xe. Đến trụ sở công an, tài xế Cường xin đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh, tài xế Cường đi thẳng ra xe rồi vào xe khóa tất cả các cửa lại. Ở trong xe, tài xế Cường ung dung nằm gác chân lướt web rồi ngủ, mặc cho công an phía ngoài liên tục yêu cầu mở cửa. Sau hơn một tiếng đồng hồ thuyết phục không được, lực lượng chức năng đã phá cửa xe, khống chế tài xế Cường. Sau đó tài xế Cường tiếp tục chống đối, không hợp tác với lực lượng chức năng để kiểm tra nồng độ cồn, không làm xét nghiệm ma túy và không chịu ký biên bản vi phạm. Đến hơn 22 giờ cùng ngày, công an thành phố Đà Lạt đưa tài xế này lên bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để lấy máu xét nghiệm, nhưng anh ta vẫn không hợp tác chống đối. Cuối cùng công an thành phố Đà Lạt đã tạm thời bàn giao tài xế này cho người nhà. Ngày 25 tháng 12, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Đà Lạt cho biết đã lập biên bản vi phạm về các hành vi chống đối, xe hết kiểm định, lùi xe trên đường cấm đối với tài xế Cường, niêm phong xe ô tô và sẽ triệu tập xử lý sau.